sau rất là nhiều lần tìm kiếm thì tôi mới nhìn thấy, tôi mới nhìn thấy cái cổng số 1 ở đây các bạn ạ. Sau rất là nhiều lần, từ hôm qua đến giờ, 2 ngày tôi mới tìm đến cổng số 1. Tôi thực ra là tôi đi tham dự cái lễ hội này là tôi rất là mệt rồi đó. Nhưng mà tôi cố, vì hôm qua và hôm nay nửa ngày là tôi đã theo ở cái cổng số 2 và số 3 rồi. Bây giờ tôi mới vào được cổng số 1. Thì tôi đang nhìn thấy cộng đồng người Philippines đang biểu diễn. À bây giờ thì tôi đã nhìn thấy Hàn Quốc. Oh, I'm so sorry. Yeah. Peru nha. Chương trình nghệ thuật của cộng đồng người Philippines. Espan. Tôi nhìn thấy Hàn Quốc ở đâu đây? Trời ơi, ở bên này hôm nay tôi mới đến lần đầu tiên. Đây là ngày thứ 2 nhưng hôm nay tôi mới đến. Đây là cộng đồng người Iceland. Cộng đồng người Iceland. Cộng đồng Korea. Gian hàng của cộng đồng người Korea. Tôi không biết là người Nhật ở đâu nữa. Korea nha. Tôi không thể chen được vào luôn. Quay ở kia nó ngược nắng, không quay được luôn. Hy vọng là đây tôi sẽ quay được. Stop. What are the girls actually?
rất là ham chùi, tôi rất là ham chơi. Tôi đã định đi về rồi mà tôi tìm thấy cái cổng số 1 các bạn ạ. Tôi lại muốn vào. Tôi không biết ở đằng này là Của chạy nào nữa. Thế là tôi đã đi được hết ba khu cổng. Số 1 đây, tôi đang theo từ vào từ cổng số 1 đây. Tôi lại quay lại cái khu nào rồi đó. Đông quá. Nepal. Israel. Cộng đồng người Israel. Tôi thì đói và mệt muốn uống nước mà tôi không muốn xếp hàng ở đâu luôn. Thế bị hư chứ. Bangladesh này. Bangladesh. Pháp này. Đây là ẩm thực của người Pháp. Trời ơi, chết thế, tôi đã bỏ lỡ một cái cổng vào. Không thể xem được luôn á. Friends. Đây là khu ẩm thực của các nghệ nhân Pháp. Thật là tuyệt vời. Floris. Ẩm thực của các nghệ nhân đến từ Pháp. Chơi thật là tuyệt vời. Excuse me, I need one sparkling apple juice. Yeah. Tôi cũng mua một cái nước hoa quả ở đây các bạn. Đó. Yeah. Thank you very much. Oh, yeah. Thank you so much. Yeah. Tôi được thưởng thức nước uống của người Pháp các bạn. Tôi sẽ đứng gần tháp Eiffel để uống nước. Tháp Eiffel này. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Tháp Eiffel. Uống nước. Excuse me. Can I have seat? Little bit. Thank you very much. Yeah. Tôi đã có chỗ ngồi rồi các bạn. À, so mệt quá. So tired. Very hot. Yeah. Hi baby. Hi baby, you're so cute. Trời ơi, tuyệt vời quá.
mệt quá các bạn ạ. Tôi rất là ham chơi, tôi rất là ham chơi, tôi đã định đi về rồi. Mà tôi chưa tìm được cửa số 1 nên là tôi không có hài lòng. Bây giờ tôi tìm được cửa số 1 thì có những đất nước mà tôi rất là yêu thích. Ví dụ như là nước Pháp, ví dụ như là Hàn Quốc, Indonesia là những cái đất nước mà tôi rất là yêu quý. Tôi rất là thích cái nền văn hóa cũng như là cái ẩm thực của họ. Chính vì vậy mà tôi lại phải vào đây ăn uống, enjoy. Đây tôi cho các bạn xem. Tôi đã order món mì của Indonesia. Vừa ăn thì vừa quay video cho các bạn xem. Xung quanh chỗ tôi ngồi là đi vào cổng số 1 đó, vô cùng nhiều các nghệ nhân ở Indonesia đang biểu diễn. Excuse me, you come from France? No, we're just Canadian. Just Canadian. I'm part Romanian. Yeah. I come from Vietnam. Vietnam? Oh, yeah. Oh, okay. Yeah. So, how long have you been here? Are you here visiting or do you live here? I come from to live it. Oh, you're living here? Yeah. Have you been here long? One year and a half. Oh, that's just a little. Just a little bit. I like Edmonton. Oh, okay. Yeah, because even very nice. I have some Canadian live in here. Come from France. Oh, okay. So I like them. It's one of my favorite. Thật là vui sướng nhá. Ở đây mọi người ai cũng ăn rất là thoải mái, tự do. Người lớn trẻ em đều ăn hết. Tôi cho các bạn xem một người đang ăn ở phía đằng trước. Đấy, cô đang ăn đó. Ngon cực luôn. Tôi không biết món mì của Indonesia có những cái gì. Tôi thấy có mì trứng này, có hành khô, có xà lách. Mà đang mệt thì dễ ăn. À, có cả miếng rau bắp cải nữa. Nhưng mà nhiều mì quá, ít rau các bạn ạ. Tôi mệt, tôi chỉ thích rau thôi. Thôi tôi tắt đi để tôi ăn đã nha các bạn nha. Ăn rồi ngon đó. Đang ăn mà lại đang quay nữa thì cứ thấy cái gì hay lại quay xong lại mãi không ăn xong.